5 sai lầm khiến bạn vào cua chậm chạp hơn. Có tới 5 cách khiến cho người đi xe đạp không vui khi cưỡi xe, như leo trèo, xuống dốc cũng như vào cua. Việc vào cua khá khó khăn khi bạn phải biết kết hợp giữa phanh trước và phanh sau. Tuy nhiên, điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết cách và sẽ thực hiện dễ dàng trong cả một quãng đường dài. Hãy cùng theo dõi video sau đây của Đạp Xe 360 để biết cách vào cua nhanh nhẹn hơn nhé. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Đạp Xe 360 thì đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ Đạp Xe 360 nhé. 1. Không biết làm thế nào để định vị trọng lượng của bạn. Những người đi xe đạp kinh nghiệm đã rút ra những kinh nghiệm khi họ biết cách định vị trọng lượng của bạn có thể thực hiện tốt hơn. Không chỉ với việc xoay tay lái chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong những sự chuyển đổi thực tế. Bạn hãy thực hành ngay để bạn có khả năng vào cua một cách hoàn hảo hơn. Khi bạn đi vào góc, bạn cần nghiêng vào những uốn cong của đường. Bạn hãy thử tưởng tượng trọng lượng cơ thể của bạn hoàn toàn có thể chỉ đạo hướng của bạn khi bạn xa xuống và sau đó đưa nó vào thực tế. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để có được điều này khi xuống dốc vì trọng lượng của bạn có thể vượt quá tay lái. Hãy thực hiện nâng phần chân bên trong của bạn lên và giữ cho chân bên ngoài có thể hoạt động để có thể duy trì sự ổn định. Hãy nhìn lên và ra đầu kia của góc theo hướng bạn muốn đi. Trong rất nhiều trường hợp, bạn đi càng nhanh, bạn sẽ cần phải nghiêng người. Tất nhiên, việc nghiêng người quá nhiều có thể khiến cho bạn bị mất đi lực kéo. Lúc này, đường dễ bị trơn trượt và có nghĩa bạn nên điều chỉnh tốc độ của mình cũng như có khả năng thẳng đứng hơn một chút. Hãy thử làm việc ở mức độ hoàn hảo để có thể thực hành tốt hơn. Bạn hãy thử đi ra một khu nhà yên tĩnh hay bãi đậu xe, bạn sẽ biết không có nhiều xe cộ qua lại lúc đó. Hãy thực hành vào cua, dần dần tăng lên tốc độ của bạn để có thể trở nên tự tin hơn. Hãy thử những tiến bộ từ từ mà bạn không cần phải vượt qua nó. Hãy thử tìm hiểu có bao nhiêu trọng lượng cùng mức độ khó khăn sẽ tăng lên bấy nhiêu. 2. Không biết nên đi vào đường nào. Bạn chắc chắn sẽ không thể đi theo những con đường mà bạn muốn đi, nhưng đôi khi với những cung đường hoàn hảo cũng có nghĩa sẽ tăng qua bên kia đường hoặc sẽ phải qua một đống sỏi khổng lồ nơi bạn muốn rẽ. Vì thế, bạn cần phải có những kế hoạch điều chỉnh của mình. Tuy nhiên, nếu như bạn biết được sự lý tưởng cũng có nghĩa là bạn có nhiều khả năng sẽ sử dụng các dòng ở đó, nơi bạn có thể đi chệch ít hơn khi bạn phải điều chỉnh. Trong rất nhiều trường hợp, nếu như bạn muốn đặt đỉnh cũng như góc cua rộng, thoát rộng có thể tạo nên những con đường trơn nhất có thể. Phanh của bạn cũng có thể khiến cho bản thân bạn rơi vào những bước ngọt với khả năng tăng tốc trên đường cũng như có thể giúp bạn trở lại vị trí thẳng đứng như mong muốn. 3. Lo lắng. Với một góc cua tốt có nghĩa có thể giúp bạn kiểm soát tốc độ của bạn bằng cách sử dụng phanh trước, giữ tay lái cũng như mắt nhìn vào nơi bạn muốn đi. Nếu như giữ chặt tay lái mà nhìn xuống đất, rất có thể tay đua sẽ gặp phải những nguy hiểm. Điều này sẽ ảnh hưởng khá tiêu cực tới những cân bằng và khiến cho các tình huống trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Làm thế nào để bạn có khả năng ngăn chặn bạn khỏi những cơn đau đớn khi bạn bị bóp phanh? Có một điều quan trọng hơn là bạn nên tự tin vào những trải nghiệm của mình. Bạn cũng có thể biết được mình phanh mức độ bao nhiêu. Nếu như có một điều quan trọng, bạn nên tự tin vào những kinh nghiệm của mình. Nếu như không thể tin vào bản năng của bạn, cũng có thể khiến cho phanh vội vã trên các cua, khiến cho bánh sau có thể bị trượt. Hãy thử những tìm hiểu cũng như giới hạn của bạn ở đâu, cần phanh của bạn bao nhiêu bằng cách thực hành những điều này trong các môi trường kiểm soát với tốc độ khác nhau. Nếu như bạn có thể ở trong những môi trường đua, đó là những kỹ năng thiết yếu để bạn có thể học cách ngồi trên tay lái với những người lái phía trước hoặc đi theo hàng. Nếu như họ có thể đi lòng vòng trong góc đó, bạn có thể đi theo các cung tốc độ. Bạn chắc chắn cần tin tưởng vào chính mình. 4. Kích thước không phù hợp gây ra những bất ổn định trên xe đạp. Thực ra không phải tất cả do bạn. Xe đạp của bạn cũng cần phải giảm đi trọng lượng khi bạn đi vào trong cua. Cùng những thay đổi nhỏ hoàn toàn có thể tạo ra những khác biệt lớn. Có một chìa khóa để bạn thành công có thể là một chiếc xe đạp được thiết lập trọng lượng đặt vào đúng chỗ. Khi bạn đi với một vị trí thấp hơn, bạn sẽ đặt khá nhiều trọng lượng trên tay lái. Điều này cũng có nghĩa bạn nghiêng nhiều hơn, cũng có được với những quyền kiểm soát tốt hơn trong góc. Với một vị trí thẳng đứng, điều này có thể khiến bạn an toàn hơn nhưng lại có thể đưa trọng tâm trở lại. Điều này có thể có được bằng cách thực hiện những điều chỉnh thay đổi trên thân của xe đạp. Tất nhiên, bạn cũng có thể đi quá xa với những chiếc xe đạp hoàn hảo để có thể phù hợp với bạn sẽ khác những chiếc xe đạp phù hợp với bạn bè của bạn. Bạn chắc chắn sẽ không muốn đến mức thấy lỗi của mình dù không đủ mạnh mẽ để có thể có những hỗ trợ vị trí dẫn tới tê tay cũng như giảm đi khả năng mất kiểm soát. Nếu như bạn đang tìm kiếm một tầng giữa với một phương pháp tốt có thể giúp bạn kiểm tra tầm với của bạn, nên đặt tay trên mũ trùm đầu phanh với khả năng nhìn xuống dễ dàng hơn. Bạn dường như không thể thấy được trung tâm bánh trước. Nếu như bạn có thể thấy trung tâm bánh trước khi tầm với có thể quá ngắn, nếu như phía sau quá dài, hãy nhớ rằng nếu như đây là quy tắc ngón tay cái, không tính tới việc một số người lái sẽ có một sự phù hợp mạnh
mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, chiều rộng tay cầm khá là quan trọng đối với bạn. Nếu như các thanh vai quá rộng, vị trí cũng như cân nặng của bạn có phần cân bằng sẽ bị ảnh hưởng và bạn sẽ bị đau vai. Hầu hết phụ nữ thường có phần vai hẹp hơn nam giới. Vì thế, bạn sẽ cần tới những điều chỉnh khiến cho tay lái hẹp hơn để bạn có khả năng tìm ra chiều rộng phù hợp. Bạn sẽ có thể thực hiện đo vai của bạn với một chiều rộng lớn nhất cũng như có thể tìm kiếm những tay lái kích thước tương tự. Đối với các phụ nữ, các thanh lái thường có chiều rộng khoảng 36-40cm. 5. Áp suất lốp quá lớn. Áp suất lốp được xem là một trong những yếu tố quan trọng tác động nhiều nhất đối với hiệu suất đạp xe, nhưng nó lại thường bị bỏ qua. Với các loại áp suất lý tưởng, bạn hoàn toàn có thể quyết định bởi chiều rộng lốp. Các lốp rộng hơn với áp lực thấp hơn, trọng lượng tay lái nhẹ hơn với áp suất thấp, với điều kiện đường ướt hoặc lún bằng với áp lực thấp hơn. Với áp suất càng thấp, sự tiếp xúc của bạn với mặt đất càng rộng, điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy bạn có thể có những trải nghiệm mượt mà hơn, trong khi bạn đi với những áp lực cao có thể cảm thấy nhanh hơn để tăng tốc, nhưng có thể mang lại những cảm giác như trượt trên băng. Nếu như bạn đi với áp suất quá thấp, bạn sẽ tăng sức cản nhanh, cũng có nguy cơ khiến cho bạn chịu khả năng bị thủng lốp nhiều hơn. Khi bạn có thể tìm kiếm được áp suất hoàn hảo, bạn cần phải được thực hành. Tuy nhiên, với những hướng dẫn thì một người phụ nữ khoảng 55-60kg có thể muốn chạy với một khoảng áp suất từ 85-90 PSI trong lốp 25mm. Khi điểm khô, có thể giảm từ 5-10 PSI khi chúng bị ướt. Nếu như bạn nặng hơn, hãy thực hiện tăng áp suất một chút. Nếu như bạn có thể nặng hơn, bạn có thể giảm nó đi. Khi bạn có những ý tưởng về phạm vi áp suất lốp lý tưởng của mình, hãy tăng áp suất lốp một chút. Nếu như bạn nặng ít hơn, bạn có thể giảm nó đi. Khi bạn có những ý tưởng về phạm vi áp suất lốp lý tưởng của mình, bạn hoàn toàn có những trải nghiệm tốt hơn với những gì phù hợp với bạn. Thực hành hoàn hảo, bạn sẽ có những thời gian để có thể đi xe đạp đường, bạn cũng sẽ gặp nhiều góc, bạn sẽ càng cảm thấy tự tin hơn về chúng. Vì thế, hãy tiếp tục cưỡi xe cũng như tiếp tục tập luyện hơn hết. Hãy thử thư giãn trước những chuyến đi nhé. Hy vọng rằng với những chia sẻ của chúng mình trên đây sẽ giúp bạn đạp xe với những trải nghiệm tốt nhất. Bạn có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia để có những trải nghiệm tốt nhất của bạn. Và hãy tiếp tục theo dõi những video mà chúng mình gợi ý ngay sau đây. Xin chào và hẹn gặp lại!